Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 1,6 triệu bao thuốc lá nhập lậu từ Campuchia được vận chuyển qua vùng biên giới Long An về Việt Nam. Và ngay tối ngày hôm qua, thì nhóm phóng viên của Chuyển động 24 giờ đã có dịp theo đội đặc nhiệm biên phòng và công an phía Nam được tham gia một vụ bắt thuốc lá lậu với quy mô lớn tại địa phận xã Mỹ Thành Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Ngay sau tiếng nổ lớn của lựu đạn hơi cay, đặc nhiệm biên phòng công an từ các điểm mai phục ập tới điểm chuyển thuốc lá lậu. Các đối tượng buôn lậu chỉ còn kịp chạy thoát thân, bỏ lại toàn bộ số thuốc lá lậu ước tính lên tới 12.000 gói. Đối tượng thì rất là ranh ma. Chúng thường sử dụng xe gắn máy vận chuyển qua từ biên giới, từ Campuchia qua biên giới vào Việt Nam và chuyển ngay lên ghe và phân chia ra chở đi về các cái hướng về Đức Huệ, huyện Đức Huệ của Long An. Long An được cho là điểm nóng trong buôn bán thuốc lá lậu bởi có hệ thống kênh rạch chằng chịt kết nối với Campuchia. Các đối tượng buôn lậu thường thuê mướn người vận chuyển thuốc lá, chủ yếu là dân nghèo, không có công ăn việc làm. Khi bị phát hiện, họ sẵn sàng chống trả, lợi dụng sơ hở giật cướp lại hàng. Thủ đoạn vận chuyển cũng tinh vi, sử dụng xe gắn máy, đặc biệt là xe tay ga, gỡ bỏ một số bộ phận bên trong xe rồi giấu thuốc lá ngoại vào để vận chuyển.